Chào các bạn nhé, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 Mình có cắt ở phía đằng sau đây là gần 5.000 cành Và có rất là nhiều giống khác nhau Thì tất cả các bạn muốn sưu tầm thì nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhé à, Ví dụ đây là một bó hoa hồng Bearchick Thì cái số lượng nó cũng không có nhiều Hoặc là Juliet thì cái số lượng nó cũng không có nhiều Thì các bạn muốn sưu tầm thì hãy nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhé Thì à, mình sẽ lên danh sách để cho tất cả các bạn có xem cái mặt hoa này cũng như là sẽ biết tên giống nào để các bạn có thể đặt hàng qua phần tin nhắn giúp mình nhé. cành rất là đẹp, cành rất là dài. như cái cành này thì mình sẽ phải bấm tỉa hết lá và cắt ngắn xuống cái khoảng từ 40 cho đến 50 cm hoặc là 60 cm. và khi về các bạn nhận thì cành là cái cành mà chỉ có thân không thôi nhé. lá mình sẽ phải bỏ đi để cho lá nó sẽ không hút hơi nước của cây và khi chúng ta trồng thì nó sẽ bật mầm nhanh hơn. cho nên là các bạn nếu như bạn đặt hàng thì các bạn phải xem kỹ là trước khi mình gửi là sẽ phải cắt lá còn khi mà đây là mình vừa mới cắt về chưa kịp xử lý gì cả các bạn nhé thì có các bạn muốn sưu tầm thì nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhé đây là tất cả cành chiết mình đã cắt về trong buổi chiều ngày hôm nay tổng số cành chiết lên tới gần năm nghìn cành và có rất là nhiều giống hoa khác nhau kể cả hồng cổ lẫn hồng ngoại thì các bạn muốn chọn giống có thể là nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình mình sẽ lên một cái danh sách và mặt hoa để cho tất cả các bạn có thể lựa chọn giống và xem được mặt hoa vẫn đang có hai combo để cho tất cả các bạn có thể lựa chọn 180.000 trên 10 cành 10 loại và combo thứ hai là 230.000 10 cành 10 loại bấm thẻ tên này và tặng kèm kích dễ tặng kèm một nữ cành nữa đó là 11 cành và cái combo này thì bạn nào lựa chọn giống thì các bạn có thể lựa chọn combo 230.000 nhé thì hiện tại là cành thì bây giờ đã chuyển về mình sẽ lên danh sách mình sẽ đọc qua các cái giống và gắn cái ảnh hoa để các bạn lựa chọn nhìn ảnh hoa cho nó cụ thể và các bạn sẽ nhìn cái mặt hoa như thế nào để các bạn lựa chọn cho nó hợp lý nhé Còn bạn nào mà không cần chọn giống, chỉ cần auto là 10 cành 10 loại thì có thể là chốt luôn. Các bạn gửi tin nhắn số điện thoại và địa chỉ qua phần tin nhắn giúp mình nhé để chốt đơn. Và cái số lượng rất là nhiều thì cũng sẽ có rất là nhiều giống khác nhau thì các bạn sẽ sưu tầm chỉ cần một lần thôi. Các bạn có thể là rất là nhiều giống để chúng ta có thể trồng cùng một lần luôn. Thì trước tiên mình sẽ lên danh sách ở phía đằng này cho tất cả các bạn nhé Đây là bó Autumn này Autumn Royal này Đó Cánh Autumn đây Đấy Autumn Royal Dễ của nó đây Đây là Leonardo de Vinci Dễ của nó đây Đây là Julio Bó Julio Bó này là Catalina Hoa hồng Catalina màu vàng Hôm nay cắt được khoảng 30 cành các bạn nhé Catalina Đây là leo chùm via song Leo chùm via song Cũng cắt được khoảng 30 cành nhé Đây là hồng cổ Huế Cổ Huế, hồng cổ Huế nhé Còn đây là Beatrix Hoa hồng màu vàng chanh Màu vàng chanh Beatrix Đó Đây là Masura Masura cũng cắt được một ít các bạn nhé Auladi Auladi cũng cắt được một ít này Blue Sky cũng cắt được một ít này à, Hải Phòng Có một ít ở đây Đây Hải Phòng đây à, Đây là My Beauty My Beauty này Đây là Monica Monica Còn đây là Chopica Chopica cũng có một chút nhá Đây là Keira Hoa hồng Keira Các bạn nhìn thấy lá là các bạn biết là Mình có rất là nhiều giống rồi à, Đây là Ecap này Đó Mình sẽ chuyển sang phía bên này nhá có rất là nhiều giống khác nhau Các bạn chỉ cần sưu tầm đúng một lần thôi Thì các bạn đã có rất nhiều giống rồi à, Đây là một số giống thập cẩm Đây là Zerpot White này Đây là Summer Firework này Summer Firework Đây là Colo Colo Hoa hồng màu cà phê Efangas này Yvette Maiden này Đó, Yvette Maiden giống thơm nhất của vườn mình đây Đây là Kellogg này Kellogg For Your Home này to do hôm đây là bó colosel colosel cũng có nhá bicobabi zomatica hoa hồng lafon lafon giống hồng huyền thoại mà bạn nào cũng muốn sưu tầm đây bây giờ rất nhiều người trồng rồi uh, win white seller white seller vàng sơn la hoa hồng leo vàng sơn la juliet này hoa hồng triệu đô juliet hoa hồng tét đỏ, đây là một bó tét đỏ này, Tét đỏ này heritage hoa hồng leo heritage một giống rất là sai hoa, đây là bó thập cẩm mình chưa chưa bỏ riêng ra nhá à, màu tím purple tím purple đây cũng là một số những giống ít mình không bỏ ra nhé à, bên cạnh đó hồng cổ thì có hồng nhung này, hồng nhung cổ này, cổ sapa đây là hai ba bó cổ sapa này, hồng đào cổ này, đây là hồng đào cổ này rất là nhiều hoa đây là Yves Maiden này Yves Maiden Pupo đây Pupo màu tím này Cappuccino Hoa hồng màu Màu này gọi là màu cà phê à Cappuccino này Đây là Chopica vẫn có này De Cherry này De Cherry bông này rất là đẹp Màu sắc rất là đẹp Julio này Vẫn có những giống đã Nó đã lẫn với nhau này Lafon Đây Dễ của Lafon này Hoa hồng La Phon hôm nay cắt khá là nhiều Màu vàng to check này Hoa hồng bụi Form rất là đẹp to check này Creamy Eden Hoa hồng màu xanh kem Creamy Eden Dơ Lady Một giống hồng bông rất là to Hoa hồng màu tím Dơ Lady này Đây là bó đỏ ớt Hoa hồng đỏ ớt đây Đây là bó đỏ ớt Vẫn có Juliet này Bó kia là Pink Dream Pink Dream đây là bó ivet london cành rất là dài màu 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 cam các bạn nhé cành rất là dài các bạn có thể thể về tạo chi được luôn đây là bó miranda cành cũng khá là dài miranda đây là ca dây này hoa hồng ca dây đây là bó ca dây nhá đây là cờ lau monet đó cành cờ lau monet rất là đẹp các bạn nhiều khi là thấy mình nhìn lá mình cũng có thể đoán ra được tên rồi nhé mình nhìn lá và mình nhìn cành là mình biết tên rồi còn có những giống thì số lượng nó không có nhiều nên là mình nhìn phải nhìn thẻ tên này này còn đa số là mình chỉ cần nhìn qua là mình biết đây là giống gì rồi đây là giống archilis đây là bó leo archilis này leo hồng archilis này hoa hồng pát màu đỏ này hoa hồng pát màu đỏ đây là bó unchilo này đấy đây là bó hai da này đây bó hai da này dễ rất là đẹp đây là bó hoa hồng kem dâu kem dâu hồng cắt cành này kem dâu đây là bó ke lóc này phía bên kia cũng là bó màu vàng dơ white à, có EBB màu tím này Bó EBB màu tím Đó Dễ rất là đẹp Hồng Nhung lẫn với autumn Royal này La Rốt này Bó rất là dài La Rốt Đây là Monica này Đây là Double đi này cành double đi lai rất là ít nhá z Apple táo đỏ này Utsu semi Hoa hồng màu uh, cà phê nhá Đó, rất là nhiều giống khác nhau Thì cái số lượng cành rất là nhiều Lên đến 5.000 cành Thì các bạn muốn sưu tầm thì các bạn nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhá Số lượng rất là nhiều Vẫn đang có hai combo 180k trên 10 cành 10 loại không chọn giống Và một combo 230.000 10 cành 10 loại chọn giống Tặng một kích rễ và một cành nữa Tức là các bạn 230 000 là các bạn đã thêm được một cành nữa là 11 cành. Và hai combo này là chưa bao gồm phí gửi. Phí gửi toàn quốc 10 cành là 35 000 các bạn nhé. Các bạn nhanh tay nhắn tin qua phần tin nhắn giúp mình nhá.